Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng giả làm người thu gom phế liệu, thừa cơ hội chủ nhà đi ngủ, tiến hành trộm cắp các vật có giá trị quanh nhà. Vì giá trị các món đồ bị trộm không quá cao nên người dân không trình báo cơ quan chức năng. Điều đó đã tạo cơ hội cho các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp. Đây là hình ảnh được trích xuất từ camera của một hộ dân sống trên địa bàn phường 1 thành phố Bạc Liêu. Vào giữa khuya, một nhóm đối tượng ăn mặc kính, có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, chạy xe ba gác, giả dờ như những người đi thu mua phế liệu. Sau khi thấy chủ các nhà trong khu vực đã đóng cửa đi ngủ, các đối tượng đã nhanh chóng thu nhặt toàn bộ vật dụng như sào phơi quần áo, dù lớn để che nắng tủ hàng. Theo thông tin từ các hộ dân, thì đến cả giày dép, thao nhựa, sọt rác, các đối tượng này cũng không bỏ sót. Cũng tương tự, chị kt ở phường cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh đặt trước nhà theo đó một người phụ nữ dù đang đêm tối dẫn đội nón lá che kín người đeo khẩu trang kính mặt cầm theo túi ni lông đen lớn giải giờ như đi nhập phế liệu thừa lúc đêm tối cả nhà đóng cửa đi ngủ đối tượng đã nhanh chóng cưỡng mất cây sứa kiện trước nhà nhiều đối tượng do lười lao động có điều kiện khả năng tìm kiếm việc làm, tự lao động để tạo ra thu nhập, để phục vụ cho bản thân và gia đình. Nhưng giới tính lười lao động thích hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác mà thực hiện hành vi lén lút trộm cắp tài sản của người khác. Ngoài nguyên nhân xuất phát từ ý thức hành vi của người phạm tội, thì sự chủ quan lơ là của chủ sở hữu tài sản trong việc bảo quản, dinh giữ tài sản của mình cũng là cơ hội để các đối tượng xấu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Dù giá trị những món đồ bị trộm đi không quá cao, nhưng sự việc diễn ra nhiều lần để gây phiền hà và tạo nên tâm lý quan mang cho người dân. Qua vụ việc trên, khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, phải có biện pháp trông giữ, quản lý chặt chẽ tài sản cá nhân. Đồng thời, tình trạng trộm cắp giặt vẫn tái diễn thì cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để kịp thời điều tra, xác minh, truy tìm đối tượng.